nhất là cái anh phố này nó mưa cái mẹ. Vâng. Là ông này nhỡ mồm đấy nhá. Ngày đầu tiên là mưa gió to, nhưng sau là cuối cùng là quá đẹp, thời tiết ủng hộ. Mà mọi người gọi là không có cái gì nữa. Đấy cứ chụp đi, cứ vậy. Đó, đi quay đi, cầm đi. Cầm trái cũng đi, cầm đi. Ok. Ôi giời. 49 này hay là 50 đây? À, bác Quang đang lên đây. Đây, 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 đây. Rồi. Bác Quang mới có 49 thôi. Ba bảy mấy, bác Quang là đầu 7 nha, 70 à? Không, đến mấy 71 đầu năm biết trên 10. Hôm nay là mới 67% công việc thôi. 70% công việc. Nào, nào, xin mời nào. Nói vậy để cho nó còn tí trách nhiệm, nó cao cao một tí. Chứ bao giờ bỏ 90% còn tí ti thì không có trách nhiệm mấy. Chiều nay nó lại ngủ. Vâng, vâng. Rồi, tốt nghiệp đi này là gọi là anh em tưởng xong rồi, chiều nay không có cháu. Ông Đức nhỉ? Ông Đức nhỉ? Ông đi hết đi gặp không? Ông có quyền lắm. Mình có em đi mấy vòng cài thứ tư à? Ở đây công việc của ông cũng báo cáo là con chú rồi tất cả anh em mình ở đây, bạn bè thì anh đi chọn là những người ở rất xa, mãi Sài Gòn cũng ra ngoài này để viếng ông. Thì công việc của gia đình là đến đây đưa ông về đến Hồ Yên mà ấm và xin thật lòng là cảm ơn. Vâng, xin mời bác đi. Rồi, mời ông người thế này, mới học văn thêm thì sao? Mới học văn thêm thì sao? Ôi, ở kinh tế quốc dân ông không nói được cái này đâu. Đấy, ông ăn cơm mưa gió thì mát mẻ, quá phấn khởi. Rồi. Này lịch sự lắm ấy. Trông vậy thôi nhưng mà chắc thể thao tốt lắm. Đây là thứ là tại đây là